Xin chào các bạn, đây là chiếc gọng kính có giá trên 30 triệu đồng, còn mới nguyên 100% của thương hiệu Dromhurst. Kính này cũng vừa mới thay cặp tròng kính đổi màu của Essilor Gen 8 với chiết xuất siêu mỏng có giá là hơn 5 triệu đồng. Tổng đơn hàng cho cái chiếc gọng kính và tròng kính này là có giá gần 40 triệu đồng, thế nhưng khách hàng phải bỏ đi vì không có đeo được. Đó là một điều đáng tiếc không ai mong muốn, nhưng lại là một vấn đề, một sự thật mà rất nhiều khách hàng gặp phải. Bởi chúng ta cứ nghĩ rằng cứ khi đến một cái cửa hàng có quy mô lớn, có những cái sản phẩm chính hãng lên mức giá lên tới hàng chục triệu đồng là chúng ta có thể yên tâm về sự chuyên nghiệp và uy tín. Cụ thể, khách hàng đã tới một cửa hàng khác để mua chiếc gọng kính này, xong từ cửa hàng này là giới thiệu qua một địa điểm khác là để đo mắt, xong lấy cái thông số từ mắt để quay trở lại cửa hàng trước là để gắn tròng vào. Rồi kết quả là sao? Không đeo được. Vậy cuối cùng là lỗi của ai? Lỗi của người đo mắt hay là cái bên gắn tròng kính? Và giờ đây bạn đã tìm tới mắt kính Việt, chúng tôi đã phải làm lại từ đầu, từ việc đo mắt đến tư vấn chọn loại tròng kính đúng với thị lực, nhu cầu thực sự của đôi mắt để lắp ráp vào chiếc gọng kính chôm hết, vốn trước đây đã bị tiệm khắc rất sai thông số. Đặc biệt, khi đến với mắt kính Việt, khách hàng không chỉ được phục vụ tốt hơn, chuyên nghiệp hơn, mà giá cũng luôn luôn tốt hơn so với những cửa hàng khác. Và loại tròng mình lựa cho khách hàng đó chính là tròng kính đổi màu Transition Gen 8, được mệnh danh là tròng kính đổi màu nhanh nhất và đậm nhất thế giới hiện bây giờ. Nó có thể đổi màu đậm như là một cây kính mát, và mình lựa chọn cho khách hàng đó là chiết xuất siêu mỏng 1.60. Các bạn hãy lựa chọn cửa hàng uy tín có đầy đủ tất cả các nghiệp vụ để khi mà chúng ta mua gọng kính cũng như là tròng kính, đừng mua gọng kính một nơi, đo mắt một nơi để đến khi có gặp sự cố thì chúng ta bị trốn tránh đùn đẩy không ai chịu trách nhiệm. Khách hàng luôn luôn là cái người chịu thiệt thòi nhất, bởi vì họ vừa mất tiền, họ lại vừa bị ấm ức ở trong lòng. Và hãy luôn nhớ rằng cái sức khỏe đôi mắt của bạn là quan trọng nhất, hãy trân trọng và bảo vệ tốt nhất. Nhớ nhé, mắt kính Việt đại lý ủy quyền bán lẻ tròng kính chính hãng hàng đầu tại Việt Nam.